chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ đi đào con dã tràng nhá. Nhưng mà trong dân gian người ta gọi con này là con ốc khốc đấy các bạn ạ. Mình bắt đầu nhá. Let's go. Hôm nay có thích đi bơi không? Không. Ồ, hôm nay biển đục đó các bạn ạ. Hôm nay biển rất là đục nên là mình sẽ không tắm mà mẹ con mình sẽ đi bắt con dã tràng nhá. Bye. Đi thôi. Rất là siêu khi được bắt được nó đấy. Nó trốn rất là nhanh các bạn ạ. Hình như là dưới này có một con đấy, dưới này có một con đấy. Để mày đào nào. Đào đi đâu? Đây con đào ấy. Ô, là con ngao đấy, là con ngao đấy. Đào đấy. Ô. À, là một con ngao rất là to các bạn ạ. Con ngao rất là to các bạn ạ. Yeah. Mình sẽ đi tìm thêm để về nấu canh nhá. Bye. Đi nào. Các bạn ơi, hôm nay mình rất là may mắn các bạn ạ. Rồi bố đi, bố. Tiếp theo. Đi tiếp nào.